Thì ngon nhỉ. Một miếng đi. Này cho ăn thử miếng này. À cho ăn thử một miếng da luôn à? Ừ. Tốt quá nhỉ, chị cho mình ăn thử một miếng này. Miếng này. Thơm lắm. Rồi kìa. Đây miếng da các bạn nhé. Để quay làng à? Ở làng đấy. Ngon. Khá giòn các bạn. Rồi chào các bạn nhá. Mình là Thái. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở lễ hội Đinh Chùa thuộc xã thuộc thôn Đinh Chùa, xã Tu Đoạn và huyện Lộc Bình. Thì ở hội này thì lần đầu tiên mình đi rồi, mình thấy nó cũng không có gì nhiều đâu. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào bên trong nhá. Đa phần mình thấy là mọi người sẽ những người đem những cái đồ ăn hay là những cái đồ chơi gì đó để giải ra ngoài đường bán ở đấy, và mọi người đi chơi và ghé vào để ăn có gì đâu. Bây mình sẽ đi vào trong nhá. Đây rồi nhá, bây giờ đây này, đây là cái cổng chào các bạn nhá. À, cái cổng chào nói chung nó hơi ngược sáng một chút. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhá. Giờ các bạn vào bên trong xem có gì nhiều không nhá. Nhưng hôm nay trời nó mưa khá là nhiều nên là đường nó bẩn lắm các bạn ạ. Trong lúc mình đi vào đây thì cái đoạn đường đi vào đây nó cũng tuy là giải nhựa nhưng mà nó xuống cấp khá là nhiều rồi. Đây này, đa phần ở đây, đa phần những hàng ăn họ để ra đây rất là nhiều. Đấy, các em này ngồi để ăn, đi chơi hội và ăn luôn. Mía này các bạn, mía Lộc Bình khá là nổi tiếng. Mình có hỏi qua thì mọi người ở đây, đa phần là những người dân ở đây là chính thôi. Cũng có một số người ở nơi khác nhưng mà không nhiều đâu các bạn ạ. Đây, hàng ăn là chính. Đây này, lợn quay đặc sản, lát nữa mình sẽ tìm một con lợn quay nào ngon ngon, mình sẽ mua một chút mình ăn thưởng thức lợn quay ở hội này xem thế nào nhá. Đây, bên này nhìn thấy con lợn quay khá là ngon. Này, con này nhìn ngon đấy nhở. Nhìn ngon nhở. Cho ăn thử một miếng này. À, cho ăn thử một miếng da luôn à. Tốt quá nhỉ, chị cho mình ăn thử một miếng này. Miếng này. Thơm lắm. Rồi kìa. Đây miếng da các bạn nhé. Làng đấy. Quay làng à? Ở làng đấy. Ngon. Khá giòn các bạn. Ra chỗ chị không có chỗ nào ngồi để ăn đâu đúng không nhỉ? Có, những hàng phở nhé kìa. Cái quán phở ấy người ta cho ngồi mà. À đấy à. Lát nữa mình sẽ quay lại mình mua mình ngồi mình ăn xem. Cứ ở trong kia một chút đó. Đây, đa phần chỉ thấy là các bạn trẻ ra đây chơi rất là nhiều nha các bạn nhé. Các bạn trẻ rơi vào khoảng tầm cấp 2, cấp 2, cấp 3 ra đây chơi nhiều. Đây mà vẫn ô tô đi vào này. Đông người mà cả ô tô lẫn xe máy đi nên là tắc đường. Lẽ ra trong những cái tình huống như thế này thì phải cấm ô tô, không cho ô tô đi qua mới hợp lý hơn. Xe máy thì đi được. Đây cũng lại là lợn quay. Một đoạn đường thì nó cũng không dài lắm đâu các bạn ạ. Nhưng mà do cái lưu lượng người tham gia đi chơi hội nó khá là đông nên là đi nó mất thời gian lắm. Mình tưởng vào đây có cái trò chơi gì nhưng mà không có trò chơi gì. Chắc chỉ có đi lang thang ngoài đường này một lúc xong rồi là mình sẽ tạt vào một quán nào đó mình ăn thôi. Hội Lạng Sơn nó thường là như vậy các bạn nhé. Đa phần họ chỉ đổ ra ngoài đường chơi xong rồi gặp bạn bè, có thể mua một chút lợn thịt, lợn quay hay là một ngồi vào hàng đồ nướng, nhâm nhi nhau một chén rượu, mời nhau một chén rượu đầu xuân. Nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì nhiều cầu kỳ lắm. Có khi không cần mua gì, một cốc rượu anh em cũng có thể vui được.
Đây mình sẽ đi một đoạn nữa nhá. Chắc mình thấy một đoạn ngắn ngắn nữa là có thể hết, mình sẽ tạt vào một quán nào đấy mình sẽ ăn. Ăn lợn quay ở đây, giới thiệu cho mọi người. Đây, còn rất là nóng. Mình chặt đi. Wow. Đây mọi người, tầm trưa mọi người vào quán ăn khá là đông rồi. Wow, nóng lắm rồi. Nha, mình vừa mới đi một đoạn sắp hết rồi, nóng quá rồi. Hôm nay mặc áo khá là dày các bạn nhá. Đi đến tầm này là hết rồi, bây giờ mình sẽ tầm trưa rồi, mình chưa ăn gì đâu. Mình sẽ ghé vào một quán nào đấy thưởng thức lợn quay nhá. Bây giờ ghé vào ăn trứng vịt lộn nhá. À, chị cho em hai quả trứng vịt lộn đi. À rồi, ok, đây gian hàng của chị có cả cánh gà nướng này. Khá lâu mình không ăn trứng vịt lộn rồi. Đây các bạn, đây trứng vịt lộn đây. À, con này phải cho vào cả túi bóng này cơ à? Cho vào như thế này thì nó mới sạch, mình cũng phải rửa. À là à. Mấy quả? Đây nha, bây giờ mình đang ngồi ở quán trứng vịt lộn nha các bạn nhá. Đây là hai quả trứng vịt lộn đây. Bây giờ đang đợi bột canh một chút, mình chưa có bột canh. Mang vào. Để vào cái để đâu? Ở đây đây là đang cái lò đang nấu. Ăn ở đây bây giờ chắc là khác phục vụ rồi. Khác phục vụ rồi các bạn ạ. Đây nha các bạn nhá. Hôm nay mình có gọi ra quả trứng vịt lộn đây. Nhưng mà khả năng ở quán hôm nay đông quá, hội này đông quá, không ai phục vụ mình đâu. Gọi mãi mới thấy bột canh ra. Cái này một cả lúa luôn. Thìa xúc là hỏng mất. Hỏng ấy chị nhá, hôm nay chả có gì xúc luôn đấy. Gừng đi các bạn ạ. À. Hôm nay chủ quán không biết làm gì luôn. Đông quá. Ăn luôn cả túi bóng này. Này. Là người dân ở đây á. Thế cái lễ hội này thì nó có hay có những trò chơi gì hay là nó chỉ là mọi người đi ngoài đường thôi? Vâng. Họ có tổ chức trò chơi gì không ấy? Trò chơi đây là bắn bóng người trong này. À đây là, tức là người ta chỉ đem những cái trò chơi đến đây thôi. Người tổ chức lễ hội thì người ta không có những trò chơi như hàng kéo co để chơi thì nó không có rồi. Thôi em mở hàng cho nhá. Các bạn ơi, mình sẽ vừa mới đi chơi, bây giờ mình sẽ thưởng thức món lợn quay ở đây nhá. Đây lợn quay nhìn rất là ngon, nhưng mà hôm nay hình như anh đứng không đúng vị trí sao ấy, không thấy có mấy ai mua cả. Cho em khoảng tầm nửa cân ba chỉ đây, một mình em ăn thôi. Cân ba chỉ. Cân tô bè à? Hả? Em lấy đoàn cái này nhá. Gì à? Cho em lấy cái đoạn bên dưới ăn là ngon, đoạn bên trên này có vẻ nạc lắm nhỉ? Vâng, đấy, cái này chẳng giống nhau, cái này nó hai bên giống nhau, cái này là sườn rồi, nếu mà không ấy thì nó lấy. À rồi, ok, thế cứ lấy cái chỗ đấy khoảng nửa cân được rồi. Wow. Ở đây bây giờ mình bán giá nào anh? Hội này? Hội này 200.000 cân bạc gì? 200 à? Wow, hội cũng bán đắt thế. 200 à? Vâng, thường em mua ở những cái nơi như này thường chỉ có trăm mấy thôi. Trăm mấy, trăm tám à? 178 thôi. À, thế thì bán khoảng cho em 180. Là lấy được cân rồi đấy.
Rồi, chặt cho em. Một mình thôi à? Mình thôi anh ơi, em chỉ đi chơi giặt dẹo một mình thôi. Hết đoàn này đâu nhỉ? Còn hết đâu, mua ăn được bao nhiêu thì ăn, còn đem về mình nữa. Còn hết thì đem về. Kênh Ôn Tô Né hả em? Vâng. Kênh đấy là kênh gì? Kênh em Thái Lạng Sơn. Hả? Thái Lạng Sơn. Thái Lạng Sơn. Em có hành xem lắm đấy, cái bọn trẻ con lúc này xem lắm. Vâng. Cái này chưa có ngay đâu, mình còn làm nhiều. Đây rồi, ok ra. Đây, có nửa cân, có nước chấm không anh? Có. Cái quay em ơi. Lá nào đây anh? Có lấy lá gì không anh? Có. Cho mình đầy đủ nước chấm đấy, để mình có thể ngồi. Như này không có nước chấm gì à? À này, cho mình xin ít nước chấm. Cho lấy cái nào đấy? Cho lấy. Có ba chỉ không? Có ba chỉ. Nước chấm đổ vào trong không? Lấy nhiều hay lấy ít? Cho mình ra một cái túi để mình chấm riêng được. Ba chỉ ấy rồi. Ba chỉ giữa luôn này. Này, phải chưa? Ba chỉ giữa luôn. Này. Chặt xương à? Ừ. Xương. Xương mà. Chặt vào đây này. Lấy khoảng bao nhiêu? Lấy miếng này cũng được, miếng này là ngon nhất rồi đấy. Thì cả chặt vào kia nó cũng không bằng ấy thật mà. Này ở giữa luôn đấy. Đây này. Bà trong quán vẫn ngồi được anh? Được, ăn uống ăn phở rồi, ăn uống nước nó vẫn đi được. À, ăn phở cũng ấy à, thôi để em đi ngồi quán đồ nướng còn hơn. Ok nha, mình đã mua thịt lợn quay rồi. Bây giờ mình sẽ ghé vào quán đồ nướng nào ăn nha các bạn nhá. Ở chỗ này mua ở ngoài không có ấy đâu. Đây mình sẽ ghé vào quán của hai em này đi. À em này. Em ơi, một cái xiên này bán như nào ấy? À, 10.000 một xiên à? Đây, miếng thịt lợn quay. Bán chỉ. Đói ăn ngon mà. Tầm này mình đi nó rơi vào tầm này chắc phải rơi vào 1 giờ. Chị gái ơi, có giấy không cho em xin đi giấy. Em ơi, có giấy không cho em xin đi giấy. Có một cuộn à, chia nhau à? Không phải. Phải lấy ra mấy cuộn nhá. Mình vẫn chưa ăn cái da thôi các bạn.